Hàng Nhật Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Một dàn Sony 4 thớt mặt phi nhôm với âm ly chỉnh bass chép rời. Một cái màn hình hiển thị và đầu CD MD. Mặt phi nhôm rất là đẹp các bạn và có thể dễ dàng chồng 4 thớt lên nhau đi cùng với cặp loa S1 lưới sắt. Các bạn có thể dễ dàng gỡ cái lưới ra để mấy anh lộ bên trong. Cặp loa nó có cái độ nghiêng lên nhé các bạn. Nó nghiêng xéo lên một góc khoảng 15 độ. Đây, này cái lưới sắt nha. Nó bảo vệ rất là tốt những cái màn loa bên trong. Và chúng ta có những cái kết nối thiết bị bên ngoài cộng qua cổng AUX. Và chúng ta bắt đầu chơi nhé. Play CD. Con này mặt phay nhôm rất là đẹp các bạn. Rất là sáng đẹp, bắt từ trên xuống phần đáy. Và CD nhận bài ngay khi chúng ta bấm play trên đầu CD. Còn ở đây MD cũng sẽ hiển thị cái màn hình chính qua đây. Chúng ta bật âm lượng lên. Của ca sĩ Trường Vũ đi cùng với lại Hồng Trúc nha các bạn. Trường Vũ và Hồng Trúc, bài Sầu Tím Thiệp Hồng. Âm rất là sáng, âm rất là sáng nét. Và cái phối nhạc tuy nó hơi cổ một chút nhưng qua cái dàn âm thanh thì chúng ta nghe nó vẫn cái nhạc cụ rất là tí tách. Và chúng ta chuyển qua một cái kết nối là MD nhé các bạn. Chúng ta play MD. Mình đã để bên trong rồi. Đọc rất là nhanh. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Xuân này con không về Duy Khánh và Đặng Thế Luân.
cái âm phối nhạc cụ rất là hay. Chúng ta có thể trồng 4 thớt lên nhau như vậy nếu các bạn muốn tiết kiệm diện tích. Và các bạn thấy cái dàn phay, mặt phay rất là đẹp và cái ngoại hình cũng khá là mới. Đi cùng với cái mặt phay này là nó trang trí bằng cái ốp hai cái má nhựa hai bên nè, một màu nâu phối màu vào, màu bạc và một màu nâu đó. Và với cái bộ này hồi nãy mình trải rộng 4 thớt ra, bề ngang là 68, con số rất là đẹp, bề ngang 68 cm, trải rộng ra thành 4 cột. Còn nếu mà 3 cột như vậy thì kích thước nó giảm lại nha. Nếu như vậy thì kích thước là còn khoảng 50, khoảng 49 cm. Nếu như vậy là khoảng 49 cm nha các bạn. Còn nếu mà trải 4 cột là 68 cm. Với chiều cao của loa là 30 cm, chiều sâu của loa là 22 cm. Đó, các bạn dễ hình dung cái cách bố trí ở trên kệ trên bàn của mình, vân vân. Nếu mà trải bề ngang ra thì nó sẽ nhìn sẽ rộng đẹp hơn. Đó, mình làm ví dụ cho các bạn thôi. Và CD mà đây đang đọc rất là tốt nha các bạn. Chúng ta lấy đĩa ra nha. Tất cả các phím chức năng đều nằm ở trên từng thớt một. Đó. Mỗi thớt đều có những cái chân đế riêng để chống rung và nhìn nó trang trí đẹp hơn. Cái màn hình này, màn hình đèn LED này nó khá là lớn và rất là rõ, với cái màn hiển thị màu xanh lá. Rồi chúng ta chỉnh cái nút function ở đây nè, gặt. Chúng ta gặt chỉnh thôi. Đó. MDCD tuner, cổng kết nối bên ngoài là có tên là DVD video, vân vân. Cổng này mình kết nối với máy tính nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chơi nhạc trên máy tính hoặc là điện thoại vân vân, TV qua cổng 3.5 thông dụng. Một cái bài nhạc guitar. Mình chưa có chỉnh chép lên nha. Đang chỉnh bass full. Bass full. Giảm bass lại. Một chế độ này là super bass. On off nè. Super bass. Bass khá là nhiều nên giảm lại. Chép nhỉnh lên chút nữa. Âm thanh này rất là sáng nha mọi người.